có phải ai vừa nhắc đến từ thuyền lương không? Như đã nhắc đến ở đầu video, Trần Khánh Dư có một vai trò quan trọng trong cuộc chiến lần này. Ông được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng biển phía đông. Sau khi bị Ô Mã Nhi dễ dàng vượt qua và bị vua Trần sai người đến bắt về chịu tội, Trần Khánh Dư đã xin khất vài ngày để làm quả Uchakyu chuộc tội. Nào, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng, nếu bạn là một vị tướng nhà Nguyên được giao trọng trách bảo vệ đoàn thuyền lương, một trọng trách có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện cuộc chiến, bạn sẽ A. ôm ấp bảo vệ đoàn thuyền lương như một bà gà mái mẹ đang bảo vệ cho những quả trứng của mình, hay B. lồng lộ dẫn toàn bộ quân bảo vệ lao lên như một con bò tót để hội quân với đại binh trước, mặc kệ cho đoàn thuyền lương chống tơ hơ đằng sau? Không biết bạn đã chọn phương án nào, nhưng Ô Mã Nhi đã chọn phương án B. Để rồi đầu năm 1288, đoàn thuyền lương Y Ạch do Trương Văn Hổ chỉ huy mãi mới kéo được đến Vân Đồn, Quảng Ninh. Trần Khánh Dư đã đoán trước được việc này nên cho quân ra mai phục sẵn rồi đổ ra đánh. Mình thì không rõ tương quan lực lượng như thế nào, nhưng ta toàn quân thiện chiến, trong khi đoàn thuyền lương của chúng vừa nặng lại vừa không có bảo vệ. Trương Văn Hổ chạy cố tiến vào đất liền, nhưng đến khoảng Hòn Gai thì chịu không nổi, phải đổ lương thực xuống biển để chạy trốn, đổ theo luôn cả niềm hy vọng của thoát hoàn. Thật ra địch vẫn còn hai đoàn thuyền lương nữa, nhưng mà một đoàn thì bị bão đánh bay lắc ra tận đảo Hải Nam, một đoàn thì như những cô gái mới lớn trên đường phố Hà Nội vậy, thế nào mà đi lạc thẳng vào tận Chiêm Thành. Trần Khánh Dư đã lấy công chuộc tội, tạo ra một bước ngoặt trong cuộc chiến chống Mông Nguyên lần thứ 3. Quay lại Thăng Long, bây giờ bạn có YouTube để xem, chứ hồi đấy không có nên Thoát Hoàn không biết là thuyền lương đã bị chìm. Hắn đã sai Ô Mã Nhi ra biển tìm đoàn thuyền này. Nhi ra đến Văn Úc thì bị Trần Hưng Đạo tát cái pép phát, ra đến Tháp Sơn thì bị pép thêm cái phát nữa. Bị thiệt hại nặng nề và vất vả lắm mới thoát ra được. Nhưng dĩ nhiên là cuối cùng, hắn ngóng trông mãi cũng chẳng thấy bóng hình của người mình yêu đâu, nên phải ủ rũ kéo quân về. Trên đường có cướp được ít lương, nhưng cũng chẳng là bao. Mình không để tin được mặt của Ô Mã Nhi lúc về gặp Thoát Hoan thì như thế nào. Bạn thử tưởng tượng xem, sẽ tệ thế nào nếu như bạn được xếp ra một dự án cực kỳ lớn, ảnh hưởng đến doanh số toàn công ty, rồi dành cả tuần ra ăn chơi nhảy múa. Cuối cùng đến deadline thì chỉ nộp được cái trang biểu báo cáo, rồi bị đuổi về quê câu cá làm YouTube kiếm sống qua ngày. Không có thuyền lương, kịch bản là y hệt như hai lần trước. Địch bị đói khát, lại bị quân ta quyết tâm phản công, lấy lại bánh đa cua Hải Phòng và đậu xanh Hải Dương. Trước tình hình này, đầu tháng 3 năm 1288, Thoát Hoan đã bỏ Thăng Long, lưu quân về đóng ở Vạn Kiếp. Rất đúng với những gì hắn muốn lúc đầu. Những gì không đúng với hắn muốn, binh lính thì tả tơi, không đồ ăn tử tế nên bị đói khát, dịch bệnh thì hoành hành, tiết trời thì bắt đầu chuyển sang hè, trở nên oi bức, đồn trại thì bị quấy rối liên tục. Khác với địch, bấy giờ quân ta càng đánh lại càng mạnh. Hưng Đạo Vương đóng ở Tháp Sơn, sở hữu hơn 1.000 chiến thuyền làm chủ vùng biển Đông. Vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông cũng kéo quân từ Thanh Hóa về đến Hải Dương. Nhân dân các vùng xung quanh nô nức đóng góp lương thực vũ khí cho quân đội. Khí thế lên cao, tất cả đồng lòng như một. Tuy nhiên, trước khi tổng phản công địch, vua Trần vẫn muốn kéo dài thời gian để chúng thêm xuống sức, nên đã cho người sang trại giặc đưa thư giả vờ cầu hòa. Thoát Hoan tưởng thật, bèn cho án binh bất động, sửa sang nhà cửa, quân lính nghỉ ngơi. Nhân lúc địch mất cảnh giác, ban đêm quân Đại Việt thình lình tấn công, ôi vãi hạ liền mấy trại. Nhận một cú lừa, nhưng Thoát Hoan không nản chí như bạn nghĩ đâu, mà còn lồng lộn định kéo hết quân ra đánh một trận được ăn cả ngã thì thôi nữa. Các tướng phải hết sức căn ngăn mới nguôi. Cơ mà đến lúc này thì thật sự tình hình quân Nguyên đã quá tệ hại. Khoảng cuối tháng 3, sau khi họp bàn với các tướng, thôi ông ơi, phi đi thôi, Thoát Hoan đã quyết định rút lui theo hai đường. Một đường thủy binh do Ô Mã Nhi chỉ huy, một đường bộ binh do Trình Hán chỉ huy. Tình báo cho biết Thoát Hoan đang bỏ Vạn Kiếp để rút chạy về Trung Quốc. Dĩ nhiên đây là một tin vui, nhưng mọi người có biết sau khi Harry Potter phần 3 kết thúc thì sẽ là gì không? Là credit. Không, đúng rồi, nhưng sau credit thì sẽ là Harry Potter phần 4. Địch có thể rút, nhưng A. tham vọng vẫn còn, B. nhân lực vẫn còn. Ý rất là một phần, kiểu gì chúng cũng sẽ quay lại. Giờ thủy quân địch đang về Bạch Đằng, chi bằng bây giờ chúng ta đóng cọc, chặn đầu mai phục ở đây, đập một trận thật mạnh để chúng bỏ ngay cái ý định đấy đi. Yêu cầu trận địa phải khẩn trương nhưng bí mật, phải cắt được kỵ binh trên bộ ra khỏi thủy binh địch và phải dồn được giặc vào trận địa mai phục đúng lúc thủy triều xuống. Làm được những điều này thì ta sẽ đánh cho giặc một trận tơi bời. Ngày 30 tháng 3, Ô Mã Nhi mang thủy quân về nước, trên bộ có kỵ binh đi theo bảo vệ.
Đến Đông Triều, Quảng Ninh thì gặp sông chắn ngang, cầu đã bị Đại Việt phá nên kỵ binh không tiến lên được. Chúng bỏ về Vạn Kiếp, kệ chào Mã Nhi thích làm gì thì làm. Về phần mình, Ô Mã Nhi mang theo tấm thân cô đơn lạnh lẽo, xuôi theo dòng chảy của cuộc đời ra biển. Thật ra cũng không cô đơn lắm vì bị hai vua Trần chỉ huy quân tập kích liên tục. Tuy nhiên, đấy vẫn chưa là gì so với những thứ đang chờ ở Bạch Đằng phía trước. Ngày 8 tháng 4, quân Nguyên kéo đến khoảng bến Đụn, Hải Phòng ngày nay. Ô Mã Nhi phái một đội quân đi trước do thám, định tìm đường rút lui theo sông Giá. Tuy nhiên, quân ta đã cho mai phục ở đây khiến đạo này bị đánh bật ra, làm Ô Mã Nhi phải xuôi theo sông Đá Bạch. Ngày 9 tháng 4, chúng đến sông Bạch Đằng, Đại Việt cho người ra nhử. Ô Mã Nhi sai Phàn Tiếp dẫn quân đuổi theo. Cảnh ở đây đẹp nhỉ? Dạ vâng, đây là Bạch Đằng, một con sông có nhiều ý nghĩa lịch sử với bọn Đại Việt ạ. Thế á? Vâng, lần đầu tiên năm 938, Hoàng Tháo dẫn theo quân xâm lược phương Bắc đến đây thì bị Ngô Quyền cho người ra nhử, kéo vào trận địa mai phục cắm toàn cọc, sông bị đập tá tơi. Lần thứ hai năm 981, Hầu Nhân Bảo dẫn theo quân xâm lược phương Bắc đến đây thì bị Lê Hoàn cho người ra nhử, kéo vào trận địa mai phục cắm toàn cọc, sông cũng bị đập tá tơi. Hình như có gì đấy không ổn. Có gì không ổn đâu ạ, chúng ta cũng chỉ là một đạo quân phương Bắc kéo đến đây, đang đuổi theo địch. Hình như đây không phải ý tưởng hay. Ôi mẹ ơi, kìa, có phải trận địa mai phục của quân đây không? Phàn Tiếp dẫn quân đuổi được một lúc thì bùm, bất ngờ chưa? Thuyền nhẹ quân Đại Việt từ các nhánh sông nhỏ lao ra đánh, đội hình địch lộn xộn. Đánh nhau được một thời gian thì hắn cho quân lên bờ ở Tràng Kênh thì bị quân ta phục sẵn đánh úp, xong bị thương, nhảy xuống nước thì được quân ta thương tình vớt lên. Trong lúc mọi thứ này đang diễn ra, đại quân của Ô Mã Nhi cũng đã tiến vào Bạch Đằng, bị quân do Nguyễn Khoái chỉ huy từ các lệch sông nhỏ ào ào tấn công, quân địch trở tay không kịp. Lúc này, các đạo thủy binh Đại Việt từ các vùng xung quanh cũng nhất tề tổng tiến quân. Hai vua Trần dẫn đạo quân vốn dùng để quấy rối địch đánh mạnh từ phía sau. Ở trên bờ, quân bộ ta bắn tên như mưa. Đồng thời, các bè thuyền nan được giấu sẵn cũng đồng loạt phóng hỏa đẩy về phía thuyền địch. Theo tính toán, thuyền giặc có 600 chiếc. Nếu dàn hàng ngang, mỗi hàng 6 chiếc, các hàng cách nhau 30 mét, thì đoàn thuyền này kéo dài khoảng 6 cây trên sông. Thư tịch cũng ghi phạm vi chiến trường kéo dài từ Tràng Kênh đến cửa sông Chanh. Giặc hoảng sợ, thúc thuyền về các hướng cửa biển tìm đường chạy trốn. Đúng lúc này, thủy triều rút cực hạn, các trận địa cọc lộ ra. Theo tính toán, nước triều đêm 8 tháng 4 là 3,2 m, đến trưa 9 tháng 4 rút còn 0,9 m. Thuyền giặc bị đẩy lao về phía bãi cọc, mắc không di chuyển được. Lúc này quân ta áp sát, dùng câu liềm, lưỡi quắm, gió mát thoải mái tác chiến. Đạo thủy quân hùng mạnh do nhà Nguyên dày công xây dựng, giờ cũng chỉ còn là con cá nằm trên thớt dưới bàn tay của ông cha ta. Kịch chiến xảy ra suốt từ khoảng 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Toàn bộ quân lực địch cùng với hơn 600 chiến thuyền bị bắt hoặc tiêu diệt. Trận Bạch Đằng được xem là một trận đánh hủy diệt, trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử kháng chiến Việt Nam và là thắng lợi tiêu biểu của Đại Việt trong 3 cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Vui thôi, nhưng đừng vui quá vì vẫn còn ngả quân bộ của Thoát Hoàn. Mà thật ra vui tiếp cũng được vì ngả này cũng chẳng làm được gì nhiều. Ngày 8 tháng 4, Thoát Hoàn rút khỏi Vạn Kiếp lên Lạng Sơn. Hắn lệnh cho một đạo rút theo đường Chi Lăng, nhưng bị quân ta Tạt Yêu cái pép phát nên phải quay về nhập với đạo chính. Hắn tiến đến Nội Bang thì bị Tạt Yêu thêm phát nữa. Mãi mới qua được thì lại nghe tin có 30 vạn quân Việt đang chờ ở phía trước. Thật ra cái này thì chắc quân ta phao điêu lên thôi, bởi vì phần lớn binh lực đang tập trung ở Bạch Đằng hết rồi. Nhưng lúc này thì Thoát Hoàn đã hai má đỏ hồng trúng chím, nên lệnh đổi hướng về Lộc Châu. Dĩ nhiên, trên đường vẫn bị vả liên tục cho đến khi lết ra khỏi biên giới. Và như vậy, chiến tranh đã chính thức khép lại. Về kết cục, quân địch, hầu hết binh sĩ bị chết hoặc bị bắt sống, đặc biệt là thủy quân bị phá hủy hoàn toàn. Thoát Hoàn về nước, bị vua Nguyên lồng lộn nổi giận, cho ra ở Dương Châu, suốt đời không cho về nhìn mặt. Các tướng bị bắt thì đều được thả về. Tuy có Ô Mã Nhi là triều đình ta đã bày mưu, nửa đêm cho người đục chìm thuyền. Về việc này, có những ý kiến trái chiều. Một mặt thì dĩ nhiên đây là một việc thất tín, nhưng mặt khác thì có lẽ nó chính là cái giá phải trả cho sự tàn bạo của Ô Mã Nhi trên đất Việt. Vua Nguyên được báo tin, dĩ nhiên là nghi ngờ, nhưng mà cũng chìm hết rồi nên chẳng bắt bẻ gì được. Về quân ta, tuy không có số liệu chính xác, nhưng tổn thất cũng cực kỳ nặng nề sau 4 tháng bị địch giày xéo. Ở Thăng Long, đường phố cung điện bị phá nát, vua Trần phải ra hành lang làm việc, bắt đầu định công phạt tội, gây dựng lại đất nước.
Có một câu chuyện kể rằng khi quân Nguyên bỏ chạy đã để lại một tráp công văn với nhiều giấy tờ tư thông của quan lại Đại Việt với địch. Nếu lôi hết tài liệu trong này ra thì chắc hẳn triều đình sẽ có nhiều kẻ bị xử. Thôi không sao đâu, chỉ tội tiểu nhân cũng vô ích, chi bằng cứ đốt hết đi để tỏ sự khoan hồng. Nào, giống như lần trước và lần trước nữa, dù thắng lợi nhưng Đại Việt luôn muốn giữ hòa khí. Chỉ sau một tháng là đã sai người sang đưa sớ tạ tội. Các cụ có câu quá tam bà bận, nên chắc sau lần này thì thôi quân Mông Nguyên không sang nữa chứ. Không, hóa ra các cụ của Hốt Tất Liệt không nói câu này. Có lẽ là vì không biết nói tiếng Việt, nên hắn lại nhen nhóm ý định đánh lần thứ tư. Về mặt ngoại giao, nhà Nguyên liên tục quấy nhiễu, gửi thư từ hậm hực, hống hách. Điển hình như lá thư này năm 1291. Ai lười đọc thì nội dung đại khái là 1. Khoe nhà Nguyên to vãi, đánh nhau giỏi vãi. 2. Ngày xưa Việt dùng kế bẩn bựa mới thắng được Ô Mã Nhì. Và 3. Liệu hồn mà ra quy phục nước lớn. Về mặt quân sự, bình tĩnh đã, mình thật là ngốc nghếch. Lợi thế của Đại Việt là thủy quân, mà đồng bằng phía đông, sông ngòi chẳng chịt. Chỉ bằng bây giờ mình mở đường đánh từ phía tây, vừa tránh được thế giặc mạnh của địch, lại vừa phát huy hết được lợi thế về kỵ binh và bộ binh. Ôi không, tại sao tự nhiên mọi thứ lại tối như thế này? Năm 1294, Hốt Tất Liệt qua đời. Vua mới lên thay, không có lòng thù hận Đại Việt như vua cũ, nên đã cho bãi binh, đồng thời gửi thư giảng hòa sang Đại Việt. Vậy là, sau 30 năm kể từ khi xâm lăng bờ cõi Đại Việt lần đầu tiên, cuối cùng, quân Mông Nguyên đã để cho nước ta được yên. Nào, về nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của ba lần chiến tranh Mông Nguyên, chắc bạn đã nghe hay học nhiều. Ở đây thì mình chỉ muốn nhắc đến hai thứ mà có lẽ nhiều người chưa để ý. Thứ nhất, như đã nhắc ở cuối video trước, lúc bấy giờ nhà Nguyên mới nổi lên, khí thế rất ngang ngược. Tuy nhiên, nhà Trần cũng may gặp lúc mới nổi lên, được nhiều nhân tài phù tá mới có thể đánh bại được giặc. Chứ nếu như giặc lại nổi lên vào lúc khác, giả dụ như khi một triều đại nước ta đang suy yếu chẳng hạn, thì không biết như thế nào. Mà cũng may là mình không cần phải biết như thế nào. Thứ hai, đế chế Mông Cổ nổi tiếng với việc cứ ai đứng lên chống lại chúng mà thua thì đều bị trả thù tàn bạo, thậm chí là bị xóa sổ hoàn toàn ra khỏi bản đồ theo đúng nghĩa đen. Đại Việt là nước bé mà lại có thể đứng lên đánh lại chúng không những một mà là ba lần thì quả thật là một chiến công vĩ đại, xứng đáng được đời đời ca ngợi. Video hôm nay thế thôi, mình là Đại Khái là thế, và chúc bạn ba lần đánh tan quân Mông Nguyên vui vẻ.